mọi năm thì kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức chung làm hai đợt. Thì năm nay trước những diễn biến bất thường của dịch, kỳ thi này đã phải hoãn đến lần thứ tư và chỉ tổ chức vào một buổi duy nhất vào ngày hôm nay. Riêng tại cụm thi Đà Nẵng thì hơn 6.000 thí sinh sẽ tổ chức thi vào đợt sau, ngay sau khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bài thi đánh giá năng lực năm nay thì vẫn giữ nguyên cấu trúc, tức là 120 câu hỏi trắc nghiệm ở tất cả các lĩnh vực và thời gian làm bài là 150 phút. Độ khó được đánh giá là không hề giảm. Khác với thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là để đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc của thí sinh. Cách thức ra đề thì chú trọng vào các năng lực như là sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu hay là giải quyết vấn đề. Tuy kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh và phải trì hoãn nhiều lần, song sáng nay khi bước vào phòng thi, tâm lý thí sinh khá thoải mái. Cảm thấy khá thoải mái. Chuyện nếu tự tin thì mình sẽ làm được điểm cao thôi. Em thường tham gia vào kỳ thi đánh giá năng lực ở trong mấy group đồ dạy, thì họ sẽ cho những bộ đề, thì em cứ làm theo những hướng dẫn thì em cảm thấy tự tin. Em cũng không có áp lực quá. Kỳ thi này nó không phải là cái phương án duy nhất, em cũng có những cái phương án khác. Ngoài kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì đây là kỳ thi riêng do đại học tổ chức có đông thí sinh dự thi nhất và cũng là năm có nhiều thí sinh dự thi nhất trong 3 năm tổ chức. Kết quả kỳ thi này sẽ được sử dụng làm căn cứ xét tuyển của hơn 60 trường đại học cao đẳng, trong đó có 10 đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với chỉ tiêu trung bình mỗi đơn vị từ 30 đến 70%. Các trường ngoài hệ thống sử dụng từ 10 đến 20% chỉ tiêu mỗi trường.